Tọa lạc tại vị trí kim cương, bên bờ kỳ quan thiên nhiên thế giới, The Sapphire Residence sở hữu địa thế vượng khí, lưng tựa núi Bài Thơ, mặt hướng vịnh Hạ Long, hứa hẹn mang đến cho cư dân cuộc sống an nhiên, viên mãn. Nằm trong khu đô thị đẳng cấp bậc nhất Hạ Long, The Sapphire Residence thừa hưởng chuỗi hạ tầng tiện ích kề bên như bến du thuyền, bệnh viện Vinmec, quảng trường châu Âu hướng biển. Bên cạnh đó, The Sapphire Residence sở hữu mật độ xây dựng lý tưởng với 70% diện tích dành cho cảnh quan, tiện ích mang đến trải nghiệm sống thời thượng. Bước chân vào The Sapphire Residence, ta như được chạm đến cuộc sống thiên đường, sống động và hài hòa như những lát cắt đa diện tinh tế của viên sapphire xanh quý hiếm. Nơi đây, cảm hứng lam ngọc bao phủ trọn vẹn không gian với màu đại dương đầy năng lượng tại bể bơi ngoài trời, hòa vào sắc xanh tươi mát của cây cối, cùng cảnh quan nước tĩnh tại bên trong vườn nhiệt đới, len lỏi khắp nội khu, mang đến một cuộc sống cân bằng hoàn hảo. Cư dân tại The Sapphire Residence còn có thể thỏa sức tận hưởng một cuộc sống tiện nghi, thư thái với hệ thống tiện ích 5 sao như không gian tập yoga thoáng đãng, phòng tập gym hiện đại, hay cùng bạn bè, người thân thảnh thơi dạo bước trên con phố nhộn nhịp với các cửa hàng đến từ những thương hiệu đẳng cấp và mua sắm không giới hạn tại Shop Office. Khi bước chân bắt đầu mỏi, cư dân có thể dừng chân nghỉ ngơi, nhâm nhi ly cà phê thơm ngát và tận hưởng làn gió biển trong lành tại khu cà phê ngoài trời. Tại The Sapphire Residence, các căn hộ được thiết kế độc đáo, ấn tượng, đánh thức mọi giác quan khi tiêu chí mở được áp dụng toàn diện. Với tầm nhìn panorama đắt giá ôm trọn vịnh Hạ Long đẫm ánh ngọc bích, dù từ ban công kính thời thượng hay phòng khách, phòng ngủ với những khung cửa sổ trải dài, gia chủ sẽ luôn được tận hưởng cuộc sống tự do, khoáng đạt mà vẫn thời thượng và đẳng cấp. Không phải sống mà là tận hưởng cuộc sống, chẳng phải nghỉ ngơi mà chính là nghỉ dưỡng tại gia, không chỉ sinh hoạt thuần túy mà là khám phá tâm hồn mỗi ngày. Tại The Sapphire Residence, đỉnh cao không chỉ là sở hữu những vị trí cao nhất mà còn là độc tôn những trải nghiệm thượng lưu dành riêng cho chủ nhân đẳng cấp. The Sapphire Residence, khu căn hộ đẳng cấp quốc tế tại Hạ Long.